Vâng, thưa các bạn, là chính quyền địa phương cũng làm đủ mọi các biện pháp rồi, cắm băng rôn cũng như là cắm biển báo để cảnh báo những người dân, những khách hàng đã mua đất ở tại những cái dự án như thế này, chủ đầu tư chưa đủ điều kiện mở bán, chưa đền bù xong, chưa điều chỉnh quy hoạch chi tiết xong mà vẫn mở bán cho khách hàng, thậm chí có những nền bán cho hai ba khách hàng luôn, giao đất thì 20 năm rồi mà vẫn chưa có sổ và cũng chưa có hợp đồng mua bán cho khách hàng. Cái dự án như thế này của công ty đầu tư và phát triển Phi Long mở bán những cái dự án như dự án khu dân cư Nam Nam Sài Gòn, nó tọa lạc tại ấp 4 xã Phong Phú huyện Bình Chánh này. Đây, cái dự án này chủ đầu tư đã khởi công mở bán phân lô bán nền từ những năm 2002 cho đến năm 2007. Rất là nhiều những khách hàng đã mua đất ở đây, thanh toán có những người thanh toán đến mức 95%, có những khách hàng thanh toán cả 100% rồi nhưng mà vẫn chưa được nhận nền, và có những nền đất thì chủ đầu tư đã bán cho hai ba khách hàng cùng sở hữu một nền đất mặc dù chưa được các cơ quan chức năng phê duyệt, chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa đền bù giải phóng mặt bằng xong, nhưng mà chủ đầu tư đã huy động vốn của khách hàng này. Đây là cái địa chỉ của cái chủ đầu tư công ty Phi Long 5, nó nằm tọa lạc tại ấp 4 này. Dự án này quy mô lên đến hơn 20 hecta, chủ đầu tư đã bán cho 414 khách hàng với hàng vài trăm nền đất. Đây, những cái biển của chính quyền địa phương cắm mặt tại trong dự án này này, ủy ban nhân dân xã Phong Phú thông báo những cái quỹ đất ở bên đây chưa đủ điều kiện mở bán và nghiêm cấm xây dựng cũng như nghiêm cấm làm cơ sở hạ tầng. Rất là nhiều những cái chủ sở hữu đất ở đây người ta vẫn chưa nhận được tiền đền bù và chưa thống nhất được cái giá đền bù. Chủ đầu tư này, công ty Phi Long 5 này, đã xây dựng rất là nhiều những cái cơ sở hạ tầng trong dự án này, mà tổng cái số tiền mà chủ đầu tư đã nhận trên những cái hợp đồng thống kê ở cái mức 347 tỷ, nhiều khách hàng đã thanh toán được từ 90 đến 100% và đã xuất hóa đơn thuế với cái mức số tiền là đi 14,2 tỷ này. Đây, những cái hộ dân người ta vẫn ở trong dự án này 20 năm rồi không có thống nhất được cái tiền đền bù giải phóng mặt bằng để mà đền bù cho các khách hàng. Rồi thì những cái khách hàng người ta mua những cái nền này, Anh Nhật này, nền B1602, và người ta cắm rất là nhiều những cái biển thông báo đây, người ta thông báo là cái chủ sở hữu đất ở đây đã có chủ rồi, nhưng mà để tránh cái tình trạng chủ đầu tư lại đem phân lô hoặc là bán lại cho khách hàng khác, rất là bất nháo luôn. Cái tình trạng phát triển bất động sản này, chủ đầu tư này thì đã thay đổi rất là nhiều lần pháp nhân, tất cả bên này tự điều chỉnh quy hoạch chi tiết, tự vẽ ra những cái thiết kế mặc dù chưa được cơ quan chức năng phê duyệt cấp chủ trương đầu tư, nhưng mà chủ đầu tư ấy đã thay đổi rất là nhiều những cái pháp nhân. Trong 20 năm vừa qua thì công ty này đã thay đổi 32 lần thay đổi pháp nhân. Chỉ tính riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đã có 7 dự án đã và đang triển khai, và đa phần dự án nào cũng đang vướng pháp lý nha. Kế với cái dự án này, đó là khu dân cư của Khang Điền kết hợp với chủ đầu tư Thuận Phát phát triển cái dự án Lovera Park, bao gồm các phân khu, nhà phố, biệt thự, shop house này. Trên cái dự án này thì chỉ có 2 cái biệt thự rất là to đã được xây dựng rồi, tất cả bên này thì cũng là xây trái phép thôi, cũng chưa có giấy phép xây dựng, chưa có quy hoạch chi tiết này. Bên này thì chủ đầu tư làm mà rất là nhiều mái che đó, công ty Khang Thành Phát này, những cái nền đất bên này hiện tại một phần thì đã làm cơ sở tầng đấu nối điện nước rồi, đổ bê tông. Bên này thì tôi thấy đổ bê tông rất là dày nha, những cái đường 12-15 mét này, cái bê tông này nó dày đến cả đến 15-20 cm, trồng cây xanh, và có nhiều chỗ thì còn đang lởm chởm những cái cây cỏ lau sậy cũng như là chưa được bơm cát san lấp mặt bằng này. Rất là nhiều những cái chủ hộ ở đây người ta treo biển, người ta khẳng định chủ quyền của người ta ở đây để người ta tránh cái tình trạng là một đất mà bán cho nhiều chủ sở hữu khác nhau.
chưa quy hoạch chi tiết gì hết, chưa đền bù xong, rồi chưa làm xong hạ tầng. Thế mà chủ đầu tư đã bán cho rất là nhiều những hộ dân ở đây này. Rác, ngập ngụa rác, rồi hệ thống xử lý nước thải, rác thải cũng chưa làm. Đây, những cái nền đất này, tôi sẽ gọi một nền ở tại dự án này. Chắc này nhà chị Hằng này chị mua một lúc là cả hai nền luôn. B20, 34 và 35. Bên đây thì nền đất rất là đa dạng các loại diện tích này. Tôi sẽ gọi rồi hỏi xem cái tình trạng pháp lý ở đây của nhà chị nó như thế nào rồi. Rất là nhiều. Ở kế với khu dự án bên này thì nó ngay giáp với khu dân cư của Him Lam và những cái khu đất trục thuộc cái chủ sở hữu của công ty phát triển địa ốc 4 và địa ốc 5. Bên kia đường thì là cái dự án khu dân cư 13A cũng đang triển khai dở dang. Bình Chánh thì nó có đến 450 cái dự án treo. Giá đất ở bên chỗ khu Mizuki Park bên kia. Ngay kế với khu dân cư Mizuki Park là khu dân cư Khang Điền này. Căn hộ thì cũng là mức 30 cho đến 35 triệu. Còn nhà phố biệt thự. Ồ, chị bấm máy bận. Chị bấm máy bận. Tôi sẽ bấm tiếp cái lô bên cạnh này tiếp theo này. Lô này là nhà chị Thùy này. Chắc là đầu tuần hôm nay người ta đang họp hành gì đó. Đây, ngập ngụa rác này bà con. Đó. Ở đây thì môi giới hay là các chủ hộ người ta cắm biển ở đây rất là nhiều và người ta xịt sơn xuống bên này. Đất bên đây thì chủ đầu tư mới đang giải phóng mặt bằng được một phần thôi. Hiện tại thì còn đang nguyên. Hiện trạng là chưa có đền bù và giải phóng mặt bằng xong. Bây giờ thì giá đất đền bù nó đang quá cao so với giá thị trường rồi. Tất cả những cái hộp điện như này đã bị cắt. Alo. Alo. Chị Hằng, chị Thúy ơi, tôi thấy chị cắm cái biển ở cái lô đất ở bên chỗ khu dân cư Nam Nam Sài Gòn này. Tôi anh nói sao nói lại coi. Tôi thấy chị treo cái biển số điện thoại ở cái lô đất ở ngay chỗ khu Khang Điền này, ngay kế Khang Điền á. Khu dân cư Nam Nam Sài Gòn á. Đâu có, tôi đâu có treo đâu. Ờ thế chị xịt xuống cái nền này. Làm sao bây giờ anh ý anh nói làm sao? Cái lô đất này chị có bán không? Đâu mà bán. Nhưng mà bây giờ chủ đầu tư đã ra ký hợp đồng cho khách hàng chưa? Ký rồi. Ký là ký hợp đồng hợp tác đầu tư à? Đúng rồi. Nhưng mà không có giấy tờ thì chủ đầu tư nó không hỗ trợ sang tên cho đúng không? Đúng rồi, sang tên hả? Không biết bây giờ đất đó đang thư kiện đó. Thư kiện à? Chị mua lâu chưa? Hả? Vậy thì đâu có mua được đâu đúng không? Mua cái gì? Chị mua lâu chưa? Trời, mua từ hồi năm 2002 tới giờ đó. Trời, 2002 chắc ngày đấy chỉ 1-2 triệu một mét vuông à? Triệu 8. Triệu 8. Ừ, lúc đó vàng chưa tới 5 triệu một cây nha, mà mua triệu 8 một mét á, trăm mét á. Trời ơi, tỷ 8 ngày đấy đi mua chỗ khác thì giờ là lên đến cả 12, 13 tỷ rồi. Vậy bây giờ là gọi là mình bị lừa, mà bây giờ nói chung đất ta của dự án là hồi xưa ông Nguyễn Văn Đu, ông ấy, ông giao đất á. Dạ. Thành ra bây giờ là đang đi thưa nhóm tụi nó hả mấy trăm người, bây giờ cái nhóm mà chỗ cái khu đất nó là mấy trăm người luôn, bây giờ nó đang đấu tranh ị xèo luôn, như là BC03 đồ đang khởi tố à. À khởi tố rồi, nhưng mà bây giờ thì công ty nó đâu có năng lực tài chính để thực hiện nốt đâu rồi, mà đất bên này thì... Rồi, cho nên bây giờ nè, đấu tranh làm sao mà tức cái quyền mà đầu tư vì nó năng lực tài chính của cái thằng Phi Long, cái thằng đó là thằng Phi Long đó. Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ nó đã đền bù xong đâu mà lấy tiền đâu mà đền tiếp. Là nói chung là ý là bây giờ mình làm cho nó buông cái đất này ra cho chẳng thằng nhà nước vô rồi thì giao cho một cái cơ quan công ty nào khác làm, chứ giờ nó đâu có năng lực tài chính cho mình, nó làm mà nó ôm hoài. Ờ, nếu có sự thua kiện thì nó đâu có tài sản đảm bảo đâu mà thi hành án được. À trời ơi, nó nói chung là thôi bây giờ chắc mấy cái vụ đó là chưa có lập lá. Ở trên ngoài tôi nói em nghe định mua, đất đấy định mua. Giờ ai mua nó xem 1 tỷ tôi cũng bán nữa. 1 tỷ cũng bán. Tôi kêu đừng có mua. Ok. Ok ừ. Chị Thùy. Thôi lần sau đi đầu tư rút kinh nghiệm nha. Cứ mua cái nào có sổ sẵn hoặc là chủ đầu tư nó cực kỳ uy tín thì hắn mua nha. Bây giờ mở mắt ra là từ khi hồi đó mình mua tới hồi 2002 lận. Đúng rồi, vàng mới có 400-500 ngàn một chỉ.
bây giờ 6 triệu rồi. Đúng rồi, bây giờ coi chúng ta là mình bị lừa, Mình bị bị lừa. lừa Thôi đấy là ở một cái bài học kinh nghiệm chị. đúng đúng đúng. Lần sau rút kinh nghiệm nhá. Rồi, Rồi, cảm cảm ơn ơn chào chị. em nha. Dạ Rồi dạ, vâng, chào chị Thùy. dạ. Đó, một cái khách hàng mua cái nền B15 năm 20, thời điểm năm 2002 với cái mức giá là đi 1 triệu 2 một mét à? À, triệu 8 một mét vuông. 100 mét là ngày đấy là 100 mét là bao nhiêu ta? 180 triệu. Thì bây giờ đi chỗ khác đầu tư là nó lên đến mức 12 13 tỷ rồi. Mà bây giờ đi thư kiện, có kiện thắng thì chưa chắc đã có cái giải pháp giải quyết, cũng như là không có đền bù hoặc không có cái chi phí để chúng ta khắc phục những cái vấn đề mà chủ đầu tư đã nợ động về thuế, về vấn đề về chuyển nhượng, chuyển quyền mục đích chuyển mục đích sử dụng đất, đền bù nốt, làm hạ tầng, rồi chính quyền địa phương với chính quyền ở bên nhà nước người ta có hỗ trợ về vấn đề về thủ tục pháp lý để những hộ dân ở đây được ra quy chế xây dựng, được tiếp tục thực hiện dự án hay không. Đó, 414 khách hàng đã mua ở khu vực này, có rất là nhiều những khách hàng lại còn mua một lô đất mà chủ đầu tư bán cho hai ba đời chủ cũng có luôn, hai ba khách hàng mua một lô đất cũng có. Bây giờ chúng ta sẽ đi tham quan tiếp theo những cái khu vực tiếp theo nha, xin mời bà con. Hai ba chục hecta đất chỗ này rất là đẹp này, không vướng đường điện, cách bãi rác xa, gần với khu vực trục đường Nguyễn Văn Linh và đường quốc lộ 50B, đường Trịnh Quang Nghị ra đường cao tốc, đường vành đai 3 rất là gần. Nhưng mà nó nằm như thế này đây, hai ba mươi năm chơ gan cùng tưới nguyện này. Đây hiện tại nó đang là đường cụt. Và đây thì mới đền bù theo như tìm hiểu của chúng tôi, mới đền bù được một phần thôi, cũng chưa đền bù xong được quỹ đất bên này đâu. Và cũng cắm mốc hết rồi, cắm danh. À, nhà dân vẫn còn ở trong dự án kìa, người ta không có chịu nhận tiền đền bù do cái mức đền bù quá thấp so với giá thị trường. Rồi thì những cái vấn đề liên quan đến phê duyệt chi tiết, quy hoạch chi tiết cũng chưa được phê duyệt đó. Rồi cấp phép, rồi vấn đề nữa là những vấn đề về đầu tư vào cơ sở hạ tầng, làm đường, hệ thống xử lý nước thải, công viên cây xanh, đấu nối hạ tầng, đóng thuế, rất là nhiều vấn đề. Vấn đề mấu chốt nhất tôi nghĩ chắc chắn là với cái vấn đề về đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đây thì người ta nuôi rất là nhiều dê nha, ở những cái trục đường 18 m, ở những lô 520, 522 và 620 này. Đường cực kỳ to à. Đó, ngay kế với cái rạch. Nhưng giờ đền bù thì chắc là một cái vấn đề không tưởng. Và có kiện thắng đi chăng nữa thì chủ đầu tư này tôi nghĩ rằng cũng không có đủ năng lực tài chính, không có tài sản đảm bảo để thi hành án. Đó, ui chỗ này rất là nhiều cá nha. Đây, ngay kế với cái rạch đang làm gió này. Cái rạch này, rạch của nhà nước. Đây, bên kia rạch thì là các hộ dân người ta vẫn đang tận dụng để nuôi tôm, nuôi cá nha. Quá đáng tiếc luôn. Ngập ngụa rác. Chủ đầu tư này thì rất dính rất là nhiều vụ lùm xùm rồi. Và các hộ dân ở đây người ta cũng tập hợp đơn khiếu kiện, mặc dù rất là nhiều lần có những cái buổi tiếp xúc chung và tiếp xúc riêng với chủ đầu tư, nhưng mà chủ đầu tư cũng không đưa ra những cái lộ trình cam kết những cái vấn đề hỗ trợ khách hàng làm thủ tục cũng như là tiến hành đền bù giải phóng mặt bằng, xin các giấy tờ hợp thức hóa cũng như là ra được cái chủ trương chấp thuận chủ trương đầu tư, rồi thì ra được quy chế xây dựng và đền bù giải phóng mặt bằng nốt này. Đây, cái đường này thì cũng đang làm dang dở này. Chỗ này thì nối ra mấy cái đường tuyến quốc lộ 50B đang làm cái đây khoảng độ 300 mét chứ, khoảng 300 mét thôi là đấu nối ra cái quốc lộ 50B. Đó, rất là nhiều những cái quỹ đất này bỏ hoang. Ở đây tôi thấy nhiều khách hàng người ta cũng nói rằng người ta cũng mua ở nhiều giai đoạn khác nhau, từ những năm 2002. Có những người thì đã bán được đi được rồi, thì những người sau mua lại vào những cái năm 2008, 2009. Rồi thì cũng có những cái chủ sở hữu mua vào những cái giai đoạn là năm 2014, 15 cũng có những vẫn người ham rẻ nhảy vào đây mua. Lúc đó thì giá đất với mức 12, 11, 12 triệu. Nghe những lời hứa của môi giới này, ở cái đường thông ra đường Trịnh Quang Nghị đó. Rồi thì những cái lời dụ của những cái bạn môi giới mua vào thì cũng đâu có ra được pháp lý đâu. Rồi, người ta nuôi rất là nhiều dê và kêu, và người ta thả cá ở đây này.
Đấy, các chủ sở hữu thì người ta cứ kéo biển lên đây, để mà nhận nhận phần cái thửa đất của mình, tránh cái tình trạng là chủ đầu tư lại đem bán cho các khách hàng khác. Đúng là nó có rẻ nữa thì không ai mua. Đây trong đây thả rất là nhiều cừu này. Ô, nhìn con cừu rất là đáng thương luôn, nhìn rất là dễ thương nha. Đó, cừu đó, cừu. Chỉ để dành nuôi cừu với nuôi bò thôi. Đây, đường nó ngập ngụa rác như thế này. Hôm bữa trước tôi cũng đưa mọi người đến tham quan một cái dự án là khu, cũng là của chủ đầu tư này luôn, khu dân cư Phi Long Hải Yến, Phi Long 5. Nó cũng ở bên xã Phong Phú, ngay kế với khu dân cư Dương Hồng Garden và Camellia, và ngay đằng sau của dự án Mizuki Park nha. Bên đó thì hạ tầng nó đồng bộ hơn bên này, nhưng mà cũng cái tình trạng chung, cũng chưa có pháp lý gì hết mà đem bán hết, chưa đền bù xong. Nhưng mà bên đấy nó còn đỡ thê thảm hơn bên này. Rồi, đường đổ bê tông rất là đẹp. Đó, ôi, quá là thê thảm luôn. Đây người ta đi câu rất là nhiều này. Đó, chỗ này thì rất là nhiều cá rô phi với cá lóc nha. Anh em nào có thích về cái câu, câu ở đây thì cũng được này. Ngồi đây không khí trong lành, cực kỳ thoáng mát này. Đó, gần 20 năm tính từ ngày bắt đầu đem mở bán cho khách hàng, sau 32 lần thay đổi pháp nhân và có đến hàng gần chục cái dự án triển khai cùng một lúc, đều vướng, không vướng vấn đề nọ thì vướng vấn đề kia, những cái vấn đề về treo đầu dê bán thịt chó, rồi đền bù chưa xong đã bán hết, huy động vốn trái phép, xây dựng hạ tầng, bàn giao nền cho khách hàng mặc dù chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết, rồi chưa đền bù xong không có làm hạ tầng, rồi một cái nền bán cho nhiều khách hàng, cực kỳ nhiều những vấn đề nha. Cái dự án này tôi nghĩ rằng còn lâu, còn lâu mới triển khai tiếp được, bởi vì nó vướng quá nhiều những cái vấn đề về pháp lý, cho nên chắc là phải 10-20 năm nữa không chừng, nếu mà nhà nước không tiến hành đứng ra giải quyết và chủ đầu tư tuyên bố phá sản, bàn giao lại dự án cho những người dân, lập ra cái bằng quản trị hoặc là những cái công ty khác đứng ra để làm, tiếp tục có năng lực tài chính để thực hiện cái dự án này. Bên này thì nó hình như là nó không có quỹ đất cao tầng. Tôi chưa xem cái quy hoạch chi tiết ở tại cái khu vực này, nhà nước sẽ cho quy hoạch làm cái dự án chức năng có đất giáo dục, đất thương mại dịch vụ, công viên cây xanh, khu nhóm nhỏ thấp tầng. Nhưng mà chắc là còn lâu, cũng không có khả năng để thực hiện nữa rồi. Đây là cái cổng trục chính này, nó có hai đường, một đường đi ra kế với giáp danh với khu dân cư Phong Phú và khu dân cư Thuận Phát, Lovera Park, và một trục chính là đi ra đường Trịnh Quang Nghị nãy tôi đi vào cái điểm đầu đó. Đây, ngay cái cổng chính này, giáp danh giữa hai dự án có một cái đường điện 110 kV này, ngay kế với khu dân cư khu chung cư Khang Điền thì đã có sổ rồi. Đó, dân cư thì cũng ở phủ đến 70%. Rất là tiếc cho những cái dự án phát triển bất động sản bát nháo như thế này. Bên này thì đất đang 5-6-70 triệu một mét, căn hộ thì cũng 28-30. Còn bên này một cái dự án chưa hẹn ngày trở lại này. Cái video đưa mọi người đến tham quan cái dự án treo sau hơn 20 năm triển khai, khu dân cư Nam Nam Sài Gòn được phát triển bởi chủ đầu tư công ty đầu tư địa ốc Phi Long. Xin được kết thúc tại đây. Bà con lưu ý nhá, đi mua bất động sản tránh cái tình trạng mua vào những cái dự án treo như những cái dự án chúng tôi vừa mới đưa mọi người vào tham quan. 20 năm chôn vốn ở đó và 400-500 hộ dân vẫn đang văng hàng ngày vác băng rôn đi khởi kiện, và khởi kiện thì chưa biết đến cái ngày được chính quyền cũng như là được giải quyết về vấn đề về thủ tục pháp lý, phê duyệt quy hoạch chi tiết, được ra sổ hồng cũng như được xây nhà để ở. Xin chào quý vị các bạn nha. Mọi người nhớ nha, like, đăng ký kênh ủng hộ cho anh em chúng tôi để chúng tôi có thêm những cái động lực để ra những cái video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.